Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Sáng nay là chị Dung qua Kim Anh Thảo em sắm một cái vòng nha, rất là đẹp luôn. Vòng bi len ha. Cái này là 6 len nha. Móc máy đều nguyên mỗi vòng luôn, rất là sáng luôn á. Đây là dạng vòng mềm quý khách ha. Khóa xước nè. Đeo nó êm tai nữa. Trọng lượng cái vòng này là một lượng chín nha. Là tầm 69 triệu. Quá đẹp luôn á. Em mượn ban đeo cho chị nha. Nữ trang bên em là chị Dung đeo là sau này là mình đổi ngang bù tiền công thôi chị Dung ha. Đó, hai khóa đây luôn. Rất là đẹp luôn á. Rồi em cảm ơn chị Dung nhiều nha. Em gửi mình hóa đơn ha. Giữ hóa đơn nha chị. Đây hộp nè. Mình có đeo cái này mình cất vô. Rồi. Rồi sau này cảm ơn. Dạ em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Anh Thảo nha. Trưa nay là có lọc của chị Hồng Nhung khách nha. Ở Mỹ gì phải không chị? Dạ. Chị ở Mỹ gì nhung khách nha, nhưng mà quê mình ở Bình Định phải không? À vậy rồi. Đến ngồi tiệm vàng Kim Anh Thảo kêu là ba sản phẩm ha. Nhất là chị mua cho mình một cái dòng kim tiền nè. Cái dòng mà dòng công ty 980 luôn nha mấy chị ha. Trọng lượng nhàn của nó là hơn 1,5 lượng ba hàng kim tiền luôn ha. Rất đẹp luôn, cái khóa là khóa vặn nha. Khóa vặn hai đầu luôn nè. Rất là chắc chắn nha. Rồi chị mua thêm hai đôi bông tai nữa ha. Đôi bông tai khoen toàn ten luôn. Đó, một đôi là một chỉ 36, còn một đôi này là một chỉ 62 ha. Rất là đẹp, mẫu hai mẫu này là vàng công ty 610 ạ. Bông bông mình chắc bỏ hộp chị ha. Để em đeo cái vòng của chị ha. Đây hết này, hai cái vòng mà nó vặn giống nha, xay ha. Xay ra hai đầu. Nó có một cái cố định luôn, đó. Cái dòng kim tiền này bên em là có là một len, hai len, là ba len luôn. Ba len là bự nhất rồi. Đây, tổng giá trị sản phẩm chị ủng hộ ngày hôm nay là hơn 97 triệu ha. Cảm ơn chị Hồng Nhung đã ghé một tiệm vàng của em nha. Chúc chị năm mới phát tài nha chị. Toàn sự như ý sức khỏe ha. Rồi, dạ. Cái vòng mà chị không đeo nữa thì chị bỏ cái đây nè. Rồi còn hai đôi bông tai luôn ha. Hai đôi bông tai. Rồi chị ơi, hai đôi em bỏ đây luôn nha chị nha. Đây nè, đây. Cảm ơn chị nhiều. Trời ơi, đẹp quá trời, toàn là sản phẩm của Kim Bình Thảo không. Cháu nội luôn nữa. Đứa nào cũng có đủ. Dạ em xin kính chào khách hàng của tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Trưa hôm nay có lọc của cô Liễu cho khách nha. Mối ruột của Kim Anh Thảo luôn ha. Cô ghé ngồi tiệm vàng Kim Thảo em là một cái dây 3 lượng cho chú nè ha. Thầy chồng của cô á, dây này dây Hồng Kông nha. Ống nó là ống kim tiền và chữ như ý luôn nha khách. Cái khóa đặc biệt rất là đẹp luôn nè. Đó, khóa móc máy ha. Khóa hộp móc máy luôn. Rất là đẹp luôn đây. 3 lượng hơn luôn nha khách nha. 3 lượng 5 phân mấy á. Tổng giá trị sản phẩm của dây này là gần 110 triệu ha. Cái này để bao nhiêu hộp cho chú ha cô? Dạ rồi. Rồi có gì về chú đeo ha. Đây. Quá đường. Rồi con gửi quá đường nha cô nha. Rồi chúc cô Liễu này năm mới này vạn sự như ý này, phát tài nha. Sức khỏe dồi dào nha cô. Ra Kim Thành Thảo liền liền luôn, hoài hoài luôn. Rồi cảm ơn cô nhiều nha.